Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt driver một máy inbuilt khi mua bên công ty alobot.vn. Thì đầu tiên thì bạn sẽ việc cắm dây các thiết bị hết vào trong các máy thì cáp USB và máy tính để kiểm tra máy tính đã được kết nối với lại máy inbuilt chưa. Thì chúng ta vào control panel, chọn view driver and printer. Thì ở dưới cái dòng này nó có một cái chữ USB printer support, có nghĩa là máy đã được kết nối với máy vi tính rồi nhưng chưa có driver. Ở đây chưa có driver của máy inbuilt khổ 80, thì mình kéo nó xuống. Bắt đầu mình vô một trang website alobot.vn, website công ty alobot.vn, đợi nó load xong rồi mình vào cái phần cài đặt máy inbuilt printer. Kích vào đây, ở đây nó sẽ có một cái file hướng dẫn rất là chi tiết. Bạn có thể download link driver tại link gì đây, bấm vào đây nó sẽ ra một đường link của bên công ty mình, tải rất là nhanh. Sau khi bạn tải về rồi thì bạn tiếp tục cài đặt, bấm vào đây mà tải xuống bình thường thôi. Thì ở đây máy tính mình được tải rồi, mình tải vào giải nén đó rồi. Đây là cái file cài đặt của máy inbuilt V7.7. Mình chạy cái file mới tải nha, file 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 máy inbuilt nha. Đây. Dùng cái nút yes. Và bấm accept. Bấm next. Tạo desktop next control. Và cái để chạy thôi bạn, vậy nó xuyên ra các bạn. Ở đây thì mình muốn xài khổ giấy 57 thì mình tích đây, cái máy giá rẻ mấy trăm ngàn á thì mình tích vào đây. Còn nếu mà máy mà khổ 80, ở đây mình đang hướng dẫn khổ 80 thì 57 cũng tương tự thôi, ông khổ 57 thì mình check cổng USB đó, nó ra cổng USB 1 đó. Thì đồng thời để máy USB mình nó chạy ra một cái tờ giấy. Ok, xong bấm nút control rồi success. Rồi ở đây mình biết cổng USB 1 đúng không? Xong rồi nó sẽ hiện ra cái bảng này. Đó, mà vô tình thì cái bảng của bạn bị mất đi ha, bạn lỡ bạn tắt nó đi ha, ok luôn đi. Thì bạn làm sao bây giờ mình chỉnh port lại? Thì bạn vào cái chỗ mà máy in lúc nãy đó. Xong rồi bạn chọn printer RPT dòng thứ tư nè, chọn vô, xong chọn port. Chọn port xong rồi bấm nãy mình lỡ USB 1 thì tích USB 1, xong rồi bấm apply. Xong bấm save lại. nghĩa là xong rồi các bạn. Ở đây mình in test là nó ra tờ giấy đó. Ok, rất đơn giản các bạn ha, cảm ơn các bạn.